Xin chào tất cả quý vị và các bạn quay trở lại kênh YouTube Nhà 5D. Ngày hôm nay mình sẽ gửi đến cho các bạn một bài đánh giá chi tiết về mẫu sản phẩm bồn cầu hai khối chính hãng đến từ thương hiệu Toto. Mẫu bồn cầu này có mã hiệu là CS320DRT8. Trước tiên là về thiết kế, mẫu bồn cầu này có hình khối phần két trên và thân dưới tương đối là liền mạch. Thiết kế dáng thon gọn và thiên về hình khối vuông, đem đến sản phẩm này một vẻ ngoài sang trọng và hiện đại. Bên cạnh đó, mẫu bồn cầu này được làm chủ yếu từ vật liệu đó là chất liệu sứ cao cấp với nhiều công nghệ độc quyền của Toto, đem lại lớp sứ này vẻ ngoài sáng bóng, có khả năng chống bám bẩn, chống ố vàng. Tuổi thọ của lớp sứ này được nhà sản xuất công bố là khoảng từ 30 năm, cực kỳ là bền. Đây là mẫu bồn cầu sử dụng siphon, hệ thống siphon xả 2 nhấn tiết kiệm nước với dung tích mỗi bên một lần xả tiểu là khoảng 3 lít và một lần xả đại ở đây tiêu tốn khoảng từ 4,8 lít. Các chi tiết khác, phần nắp đi kèm với mẫu bồn cầu này là nắp có mã hiệu là TC600VS. Đây là mẫu nắp mới nhất của Toto với rất nhiều những công nghệ cải tiến. Phần nắp này được làm chủ yếu từ vật liệu nhựa sáng bóng. Tuy nhiên, phần nắp này trong quá trình sử dụng các bạn cũng phải lưu ý, bởi vì là đây là nắp nhựa bóng mà, thế nên là nó rất dễ bị xước. Một đặc điểm nữa mình rất là đánh giá cao ở mẫu nắp này, đây các bạn xem, đó là phần chi tiết thông qua hai cái nút nhấn vật lý ở đây này, các bạn thấy không? Nhờ có hai nút nhấn này, các bạn có thể tháo nắp rất là dễ dàng. Mình chỉ việc nhấn nhẹ nhàng hai bên như này, qua hai cái nút này là các bạn có thể dễ dàng nhấc ra lên được, tháo ra, cực kỳ dễ dàng. Và khi chúng ta muốn lắp lại, chúng ta chỉ việc nhấn nó xuống như vậy. Đó, đây là điểm mình đánh giá cực kỳ là cao từ mẫu bồn cầu này. Đánh giá về chế độ xả thì mẫu bồn cầu này đang sử dụng một chế độ xả, là cụ thể ở đây là chế độ xả đẩy, hay còn gọi là xả vành đấy. Chế độ xả này đang khá là phổ biến trên thị trường đối với các mẫu bồn cầu hai khối. Cụ thể ở đây thì chúng ta sẽ có những cái đường nước các bạn nhé, các đường nước xung quanh cái vành của cái bồn cầu như này, và trong quá trình chúng ta nhấn xả ấy, thì nước từ những cái vành này sẽ xả đẩy đi theo hướng thẳng xuống như thế này. Đặc điểm của chế độ này là dùng tương đối là hiệu quả, tuy nhiên trong quá trình sử dụng nó sẽ vẫn có thể gây ồn. Đối với mẫu bồn cầu này thì vành ở đây chúng ta sử dụng là chế độ xả vành đặc các bạn nhé. Tất cả những cái vành xung quanh này đều đặc hết, chứ nó không có khe kẽ gì nhiều như các mẫu bồn cầu giá rẻ khác. Thế nên trong quá trình sử dụng nó sẽ dễ dàng vệ sinh hơn. Kết hợp với hệ thống siphon xả 2 nhấn thì trong quá trình sử dụng nó sẽ tiết kiệm nước. Cuối cùng là kích thước của mẫu bồn cầu này. Bồn cầu đang có kích thước tổng thể như sau. Chiều dài ở đây là 695mm. Chiều cao tổng thể là 765mm. Và chiều rộng là 380mm. Với kích thước như vậy thì đây là mẫu bồn cầu có kích thước tương đối là trung bình, hoàn toàn có thể sử dụng cho nhiều loại phòng tắm hay phòng vệ sinh có kích thước khác nhau. Và hiện tại mẫu bồn cầu này đang có giá trên thị trường tương đối là tốt với nhiều chính sách ưu đãi. Các bạn có thể liên hệ ngay theo các thông tin mình để trên màn hình ở đây, hoặc click vào phần mô tả video này để biết thêm chi tiết. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.